Xin chào quý vị nhà đầu tư, tôi lại quay lại trở lại với quý vị nhà đầu tư với chủ đề hôm nay là về phân tích báo cáo tài chính và định giá cổ phiếu REIT. Thì clip hôm nay tôi sẽ tập trung chủ yếu vào định giá cổ phiếu REIT với khoảng 4 đến 5 phương pháp định giá, từ đó để đưa ra cái góc nhìn đánh giá chính xác hơn về cái cổ phiếu này. Thì trong định giá cổ phiếu rất quan trọng là việc chúng ta phải hiểu doanh nghiệp kinh doanh cái gì, làm ăn như thế nào, có những ngành nghề có dòng tiền ra sao, thì từ đó mới có thể đưa được những cái phương pháp định giá mang tính phù hợp nhất và hiệu quả nhất, chứ không phải là chúng ta ốp vào cái công thức A cộng B cộng C bằng gì cả. Thì sau đây tôi sẽ đi sâu hơn vào phần định giá cổ phiếu REIT để quý vị và các bạn tham khảo. Trước tiên là giới thiệu cái nội dung trình bày hôm nay gồm 4 phần: một là giới thiệu qua về REIT, thứ hai là phân tích báo cáo tài chính REIT, thứ ba là định giá cổ phiếu REIT, và cuối cùng thứ tư kết luận và khuyến nghị về cổ phiếu REIT này. Trước tiên là về công ty cổ phần cơ điện lạnh, thì đây là một doanh nghiệp công nghiệp đa ngành nghề hàng đầu ở Việt Nam. Thì REIT là doanh nghiệp tổng hợp của ba trụ kinh doanh chính như cái kiềng ba chân. Trước tiên đó là lĩnh vực cơ điện mạng lạnh truyền thống với hai mạng kinh doanh chính là cơ điện và điện lạnh. Thì cơ điện ở đây chúng ta hiểu đó chính là các cái hệ thống về cơ điện tại các cái tòa nhà lớn chẳng hạn, các cái công trình lớn, công trình công cộng. Và điện lạnh thì chủ yếu là những cái điều hòa Retech. Tiếp theo, cái mạng thứ hai, cái lĩnh vực thứ hai đó là lĩnh vực bất động sản. Thì trong cái lĩnh vực này gồm có hai mạng chính. Mạng thứ nhất là mạng phát triển bất động sản, thì với hai công ty, đầu tiên là công ty VIID là công ty con của REIT, thứ hai là công ty Sài Gòn REIT, thì đây là công ty liên kết của REIT. Và mảng thứ hai là mảng cho thuê văn phòng với cái hệ thống các cái tòa nhà eTown, và REIT là doanh nghiệp cho thuê văn phòng lớn nhất Việt Nam hiện nay, với cái tổng số lượng diện tích cho thuê đến nay khoảng 150.000 m2. Và cái mảng lĩnh vực kinh doanh thứ ba của REIT đó là cơ sở hạ tầng, thì cũng bao gồm hai mảng chính, một là mảng liên quan đến điện, hai là nước sạch. Thì đây cũng là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, sở hữu lên đến hàng chục công ty điện và nước. Và công ty cổ phần cơ điện lạnh thì có cái kết quả kinh doanh tóm tắt 2017-18 như ở đây ạ. Đó, doanh thu thì đến lớn nhất từ mảng cơ điện lạnh. Đó, sau đó là đến mảng điện, rồi mảng văn phòng cho thuê, và cuối cùng mới là mảng bất động sản. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thì lại khác, lợi nhuận sau thuế lại đến nhất, lớn nhất từ mảng điện, sau đó mới đến văn phòng cho thuê và cơ điện. Đó, thì nguyên nhân là vì doanh thu của mảng điện không được ghi nhận nhiều do REIT sở hữu rất nhiều công ty liên kết, chính vì thế không được hợp nhất doanh thu vào. Trong khi mảng cơ điện lạnh thì REIT lại sở hữu 100%, thì do đó là họ ghi đầy đủ doanh thu vào. Chính vì thế khi phân tích đánh giá về cổ phiếu REIT này, chúng ta không chỉ đơn như thuần nhìn vào doanh thu và lợi nhuận gộp thông thường, mà còn phải nhìn vào lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết, nhìn vào lợi nhuận tài chính. Đó. Thì kết quả của REIT năm 2018 là đạt 5.100 tỷ doanh thu, tăng 2,1%. Tuy nhiên lợi nhuận của công ty đạt 1.784 tỷ, tăng tới 29,6% so với 2017. Và 2019 dự kiến là lợi nhuận sẽ thấp hơn một chút, khoảng gần 1.700 tỷ. Nguyên nhân đến từ năm 2018 REIT có khá nhiều khoản lợi nhuận đột biến, như là hoàn nhập từ cái công ty nhiệt điện Quảng Ninh, hay là bán một cái dự án bất động sản để có lợi nhuận đột biến. Tiếp theo về các chỉ số tài chính quan trọng của REIT đạt qua các năm qua đây, chúng ta có thể thấy đây là lợi nhuận sau thuế của REIT. Có thể thấy là tương đối ổn định và đang tăng trưởng rất tốt ạ. Đây doanh thu của REIT. Đó. Rồi đây là quy mô tổng tài sản của REIT cũng tăng rất mạnh, sau khoảng 4 năm cũng tăng gần gấp đôi. Rồi vốn chủ sở hữu cũng vậy, sau khoảng 4 năm cũng gần gấp đôi. Tiếp theo là về cái tỷ lệ trả cổ tức. REIT là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức ổn định và đều nhất ở Việt Nam hiện nay. Thông thường hàng năm REIT thường trả từ 1.600 đồng đến 2.500 đồng trên một cổ phiếu. Năm 2018 vừa rồi thì REIT trả 1.800 đồng, và kế hoạch 2019 là trả 1.600 đồng. Chúng tôi cũng tin rằng là REIT có thể trả 1.800 đồng. Tiếp theo là cái chỉ số sinh lời ROA của REIT đang ngày càng tăng trưởng khá tốt,
là nó cũng duy trì ở mức khoảng 10 đến 13%, 14%. ROE của REIT thì cũng khá cao, nó trung bình khoảng từ 14 đến 21%, tức là tương đương với gấp khoảng 2,2 lần so với lãi gửi ngân hàng. Thì đối với một doanh nghiệp đầu tư tổng hợp mà có cái hiệu quả kinh doanh như thế là rất là cao. Tiếp theo, về phần thứ hai là phân tích báo cáo tài chính của REIT. Trước tiên là tôi sẽ đi vào phần sức khỏe tài chính của REIT. Có thể thấy rằng là sức khỏe tài chính của REIT khá là tốt. Trước tiên là nhìn chỉ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu của REIT đấy ạ. Nó khá thấp, thì đến 9 tháng 2019 nó mới là 44,71%. Thì nguyên nhân đến từ việc tăng nợ vay này là do REIT đã phát hành trái phiếu quốc tế thêm hơn 100 triệu đô nữa để phục vụ cho việc mở rộng cái mảng kinh doanh cho thuê văn phòng của mình, bằng việc là tiếp tục đầu tư các cái dự án e-town với cái diện tích cho thuê rất lớn đó, cho mục tiêu tương lai. Tuy vậy, nếu chúng ta xét kỹ thì nợ vay ròng của REIT cũng rất thấp, thậm chí 2015-16 còn âm cơ. Còn 2017 thì có 67 tỷ, 2018 là 176 tỷ và 2019 cao nhất cũng chỉ là 1.204 tỷ mà thôi, cho thấy rằng là cơ cấu tài sản, sức khỏe tài chính rất an toàn, rất tốt. Về cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của REIT này thường trên 100% đấy. Đó, nó cho thấy là cái vị thế của REIT rất tốt. Họ chiếm dụng được vốn nhiều hơn so với người khác chiếm dụng họ. Tuy vậy 9 tháng 2017 nó có giảm sút đây. Tỷ lệ chiếm dụng nó âm. Tức là như này, bị chiếm dụng nhiều hơn đi chiếm dụng của người khác. Nguyên nhân đến từ việc REIT ứng trước tiền hàng ngàn tỷ để mua một số dự án thủy điện và vừa công bố rồi. Ngoài ra REIT còn ứng trước để làm một số các cái dự án bất động sản khác nữa. Do đó, chỉ đến hết 2019 hoặc cùng lắm là đầu 2020 thì cái việc chỉ số chiếm dụng vốn này của REIT lại lên chỉ 100% mà thôi. Thì cái vấn đề ở đây bị chiếm dụng đây là do ứng trước để mua tài sản, mở rộng hoạt động kinh doanh, không vấn đề gì cả. Tiếp theo, một cái yếu tố thể hiện về sức khỏe tài chính nữa đó chính là cổ tức tiền mặt REIT khá là cao và duy trì ổn định qua một cái thời gian dài. Đó. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của REIT rất tốt thông qua nợ vay trên vốn chủ sở hữu rất thấp và an toàn, tỷ lệ chiếm dụng vốn cao, cổ tức tiền mặt có, và đặc biệt là cái vốn chủ sở hữu của REIT qua các năm này tăng khá mạnh, nguyên nhân đến từ việc tăng lợi nhuận chứ không phải là đi phát hành huy động thêm vốn. Đó. Phần thứ hai, chúng ta trong cái phân tích báo cáo tài chính của REIT tôi muốn nói đến đó là kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi. Thì trước tiên là lợi nhuận gộp của REIT đến từ hai hoạt động chính. Lợi nhuận gộp đấy, chúng ta thì có thể thấy doanh thu thì tăng trưởng rất tốt, đúng không? Tuy nhiên cũng chậm lại dần đấy. Đó, lợi nhuận gộp thì năm 2015 là 891 tỷ, 2016 1.181 tỷ, 2017 1.400 tỷ. Nhưng mà đến 2018 lại còn 1.228 tỷ. Thì nhìn qua ở đây chúng ta có thể nghĩ rằng là kết quả xấu đi, nhưng thực ra không phải. Bởi vì lợi nhuận gộp của REIT chỉ đến từ hai hoạt động trong năm hoạt động của REIT mà thôi. Đó là cơ điện lạnh, cho thuê bất động sản và cái doanh nghiệp phát triển bất động sản là VIID mà thôi. Thì cái mảng cơ điện lạnh qua thời gian thì nó cái biên lợi nhuận của nó cũng có suy giảm. Tuy REIT là doanh nghiệp số 1 ở thị trường Việt Nam, tuy vậy nhưng do cạnh tranh mạnh thì thành ra nó có suy giảm một chút. Bởi vậy cho nên là lợi nhuận gộp của REIT mới tăng trưởng không tương xứng như vậy. Còn 9 tháng 2019 thì lại tăng trưởng khá tốt, hơn 10% so với 9 tháng 2018. Đó. Tiếp theo, cái doanh thu tài chính của REIT cũng cần phải đặc biệt chú ý. Đó. Bởi vì REIT là một doanh nghiệp đầu tư tổng hợp chứ không phải là một doanh nghiệp sản xuất đơn thuần. Và doanh thu tài chính của REIT nó đến từ lãi tiền gửi, cổ tức và các cái hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn. Thì đây cũng là một khoản thu nhập chính của REIT chứ không phải là thu nhập phụ. Đó. Và nó cũng khá phập phù qua các năm. Nó tùy vào việc các cái khoản thu tài chính qua các năm. Tiếp theo, cái phần chúng ta cũng cần phải đặc biệt quan tâm và ngày càng phải quan tâm mạnh hơn, đó là lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết của REIT. Nhìn qua đây có thể thấy rằng nó tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Đó, 2018 lên đến 1.000 tỷ.
Thì nguyên nhân đến từ việc RE đang đẩy rất mạnh trong cái hoạt động đầu tư của công ty liên doanh liên kết này, chủ yếu là các công ty nhiệt điện, thủy điện và các công ty nước của RE. Thế do đó là đây nó sẽ bây giờ nó sẽ đóng góp một cái phần doanh thu lợi nhuận rất chính, rất lớn cho RE. Phần này thì người ta còn không trừ các cái chi phí quản lý như phần lợi nhuận gộp đâu ạ. Thành ra tuy nó nhỏ hơn một chút nhưng thực tế nó đóng góp lợi nhuận rất cao. Đó là cái lợi nhuận ghi vào cuối cùng luôn đối với RE. Tiếp theo về cái phần biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận gộp ạ, chúng ta có thể thấy biên lợi nhuận gộp của RE có xu hướng là giảm qua các năm. Thì điều này như lúc đầu tôi đã nói, đó là mảng cơ điện lạnh đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy RE vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhưng mà do cạnh tranh quá thành ra là cái việc biên lợi nhuận của nó cũng sẽ suy giảm. Và chúng tôi cho rằng mảng này nó cũng sẽ không thực sự là tăng trưởng mạnh trong tương lai đâu. Tuy nhiên là trong tương lai gần sắp tới 2019 đến 2020 thôi là biên lợi nhuận gộp nó sẽ tăng trở lại đấy, 9 tháng đã tăng rồi đấy. Nguyên nhân đến từ 2018 thì RE đưa cái dự án Ethan Central vào cho thuê, tuy đã phát sinh doanh thu nhưng thậm chí còn bị lỗ cơ do mới đưa vào. Thì đến 2019 đổ đi thì lợi nhuận từ cái mảng này nó sẽ lớn hơn, giúp cho biên lợi nhuận của RE chúng tôi cho rằng có thể đạt đến 28-29% một năm. Đó, thì biên lợi nhuận đẹp. Ngoài ra có một điều rất đáng chú ý là biên lợi nhuận ròng của RE này lớn hơn cả biên lợi nhuận gộp. Nguyên nhân đến từ như chúng tôi vừa nói, đó là RE không chỉ có hoạt động kinh doanh cơ điện cho thuê bất động sản và VIID mà RE còn đầu tư tài chính rất nhiều, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết rất nhiều, do đó biên lợi nhuận ròng của RE thực tế cao hơn biên lợi nhuận gộp khá nhiều đấy. Thì chúng ta nhìn thấy đấy, lợi nhuận ròng đấy cao hơn hẳn lợi nhuận gộp chưa? Đúng không? Nếu như lợi nhuận gộp 2018 có 1.228 thì lợi nhuận ròng lên đến 1.784. Đó, thì nguyên nhân đến từ RE đầu tư tài chính rất nhiều. Đó. Tiếp theo ạ, ROE của RE thì đạt được một mức tương đối cao. Chúng tôi cho rằng ROE của RE trong dài hạn có thể duy trì được mức khoảng 15 đến 16% một năm trong khoảng 10 năm tới. Thì đây là một mức ROE gấp hơn 2 lần so với lãi gửi ngân hàng. Đối với một doanh nghiệp đầu tư tổng hợp như RE như vậy là khá cao. Đó. Thì trên đây là về việc đánh giá về kết quả kinh doanh. Đó là doanh thu ngày càng tăng, lợi nhuận ròng cũng đang có xu hướng tăng trưởng khá tốt. Về hiệu quả kinh doanh, đó là biên lợi nhuận của RE vẫn duy trì rất tốt. Tiếp theo, về khả năng sinh lời của RE là tương đối cao khi đạt hơn gấp 2 lần so với lợi suất gửi ngân hàng. Đó. Phần thứ ba trong cái phân tích báo cáo tài chính của RE thì tôi muốn nói đến ở đây, đó là dòng tiền. Thì dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của RE những năm trước khá là lớn, tuy nhiên gần đây có sự teo tóp trở lại, teo tóp và tương đối nhập. Nguyên nhân đến từ RE đang chuyển dịch dần sang lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết trong lĩnh vực điện, nước. Đó, thì do đó là cái dòng tiền này nó sẽ không được lớn cho lắm. Đây là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Tuy vậy là chúng tôi cũng cho rằng từ 2019-2020 đổ đi thì cái dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của RE sẽ lớn, khá lớn đấy ạ. Nó sẽ tăng trở lại và khá lớn. Nguyên nhân đến từ việc hoạt động kinh doanh của các cái mạng ấy nó cũng đang dần ổn định. Tiếp theo là về dòng tiền từ hoạt động đầu tư của RE, chúng ta có thể thấy âm liên tục đấy. Nguyên nhân đến từ RE liên tục đầu tư mở rộng thông qua việc chi tiền để mua các cái công ty thủy điện, nhiệt điện, nhà máy nước và chi tiền để đầu tư tài sản cố định. Thì đến 9 tháng 2019 thì dương. Nguyên nhân đến từ việc là RE 9 tháng 2019 là chưa đầu tư nhiều mà chỉ đưa các khoản đó vào phần nó gọi là ứng trước thôi. Thì chúng tôi cũng cho rằng là hết 2019 thì cái phần dòng tiền từ hoạt động đầu tư của RE sẽ ập do cái việc là trong quý 4 này RE đã công bố mua rất là nhiều các cái dự án và do đó là dòng tiền sẽ ập. Tiếp theo về dòng tiền từ hoạt động tài chính của RE thông thường là ập. Đó, cũng có âm dương xen kẽ. Nguyên nhân đến từ RE vừa trả cổ tức tiền mặt, điều này sẽ giúp làm cho dòng tiền này âm. Tuy nhiên RE cũng vay tiền để bổ sung cho việc đầu tư mở rộng kinh doanh của mình, thì điều này lại giúp cho cái tiền nó dương.
Thì qua ở cái dòng tiền này, tôi có thể đánh giá rằng đây là một doanh nghiệp có dòng tiền cũng tương đối tốt và ok. Thì chúng ta phải tìm hiểu rõ từng tí thì chúng ta mới biết được rằng thực tế nó tốt hay không, chứ không phải là doanh nghiệp cứ có nhiều tiền là tốt. Đó. Đó, thì dòng tiền bền vững và chuyển dịch từ dòng tiền hoạt động kinh doanh sang chủ yếu từ dòng tiền hoạt động đầu tư, và khi nào RE mà ngừng mở rộng chẳng hạn thì dòng tiền hoạt động đầu tư kỳ vọng sẽ dương rất lớn do được thu hồi từ đầu tư rất nhiều. Và phần thứ ba, phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là định giá cổ phiếu RE. Thì do RE là một doanh nghiệp tổng hợp hoạt động rất nhiều các ngành nghề lĩnh vực, do đó định giá đối với RE thì cũng phải lựa chọn các cái phương pháp nó rất phù hợp và rất đặc thù, chứ không phải chúng ta cứ áp công thức vào là chúng ta ra giá đâu, mà là phải có tính phù hợp. Thì RE có bốn mảng kinh doanh đặc thù khác nhau, do đó định giá theo cấu thành là phù hợp nhất, tức là chúng tôi sẽ định giá theo từng mảng kinh doanh một của RE. Thì đối với mảng kinh doanh cơ điện lạnh của RE tương đối ổn định, đây là một mảng gần như là mảng sản xuất tương đối ổn định, kinh doanh sản xuất, thì chúng tôi dùng phương pháp P trên I để định giá cho mảng này. Thứ hai, đối với mảng cho thuê văn phòng thì mảng này là một mảng đầu tư tài sản rất nhiều, do đó chúng ta có thể định giá theo RNAV. Ngoài ra, trong cái đặc thù của ngành cho thuê bất động sản thì chúng ta còn có một cái phương pháp định giá mà ít người nghe tới nhưng nó rất hiệu quả và được áp dụng rất nhiều, rất chuẩn, đó là capitalization rate, tức là tỷ lệ kiểu như là tỷ lệ vốn hóa, tỷ lệ hoàn vốn, tỷ lệ cho thuê thành lợi suất cho thuê đấy đối với bất động sản. Thì đây là một phương pháp rất hay. Ngoài ra, do cái mảng cho thuê văn phòng này mang lại cái dòng tiền rất tốt, thì cho nên là chúng ta có thể sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để áp dụng cho mảng cho thuê văn phòng này. Và tiếp theo, mảng thứ ba là mảng phát triển bất động sản, thì bao gồm đó là có công ty con là VIID và công ty liên kết là Sài Gòn REIT. Thì chúng tôi cho rằng là do cái quy mô mảng này nhỏ thì hoàn toàn có thể áp dụng theo cái phương pháp là giá vốn đầu tư của RE bằng bao nhiêu chúng ta cộng luôn từ đó, hoặc là chúng ta có thể định giá theo RNAV, hoặc thậm chí chúng ta cũng có thể định giá theo P nếu nó ổn định đó. Và cuối cùng, mảng điện và nước thì đây là một mảng kinh doanh rất ổn định và đều đặn, thì do đó là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng phương pháp PE để định giá nó, hoặc chúng ta cũng có thể dùng phương pháp giá thị trường của các khoản đầu tư, bởi vì đa phần các khoản đầu tư của RE vào các doanh nghiệp này đều niêm yết, thế thành ra chúng ta hoàn toàn có thể định giá theo phương pháp này. Thì trên đây là tôi đã giới thiệu qua về việc chúng ta sẽ định giá RE như thế nào. Thì sau đây chúng ta sẽ vào phần chi tiết định giá từng mảng kinh doanh của RE. Trước tiên, đối với mảng cơ điện lạnh, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ, tình hình hoạt động của mảng cơ điện lạnh với doanh thu của nó tăng trưởng khá tốt, tăng trưởng khá tốt. Và hiện nay chúng tôi cho rằng trong tương lai thì nó sẽ trên 3.000 tỷ cả thôi, từ 2019. Đó. Tiếp theo là lợi nhuận của RE thì nó cũng có sự tăng trưởng, tuy nhiên 2018 giảm. Nguyên nhân đến từ một số dự án đã hạch toán chi phí trước nhưng mà chưa có ghi lợi nhuận, thế thành ra nó giảm. Đó. Nó giảm. Tuy nhiên là lợi nhuận của mảng này cũng khá là ok, không tăng trưởng mạnh nhưng khá ok. Thì mảng cơ điện lạnh thì hoạt động ổn định, thì giá trị hợp đồng lũy kế, tức là để mà thực hiện được các cái khoản doanh thu này thì thường RE phải ký hợp đồng trước 1 năm, 2 năm. Đó, thì chúng tôi đọc trong cái công bố của công ty thấy rằng là cái giá trị hợp đồng lũy kế của công ty lên đến hơn 5.000 mấy trăm tỷ cơ, 5.400 tỷ cơ, tương ứng với bằng 170% doanh thu hàng năm. Và giá trị hợp đồng ký mới từ đầu năm đến nay nó cũng vượt so với doanh thu của một năm, tức là hơn 3.500 tỷ. Đó. Tiếp theo, về cái việc dự phóng lợi nhuận sau thuế cho cái mảng này thì chúng tôi cho rằng trong tương lai tối thiểu RE cũng duy trì được ở mức trung bình tối thiểu khoảng 250 tỷ lợi nhuận sau thuế một năm. Thì với cái mức lợi nhuận này và áp dụng cái phương pháp định giá P, chúng tôi cho rằng do mảng này không có thể mở rộng mạnh nữa hay là tăng trưởng mạnh, thì ra chúng tôi trả cho P bằng 7 lần thôi. Thì với cái P bằng 7 lần,
Thì định giá phù hợp cho cái mảng cơ điện lạnh của Ri này là 1.750 tỷ đồng cho mảng này. Đó. Tiếp theo, đến mảng cho thuê văn phòng thì tôi sẽ định giá theo phương pháp capitalization rate. Thì như tôi đã chia sẻ lúc nãy, phương pháp này đó là chúng ta dựa vào cái tỷ lệ lợi suất cho thuê được nhà, văn phòng các thứ ở các cái thành phố lớn nhất để chúng ta tính ra cái tỷ lệ này áp dụng cho mảng này của Ri. Thì cái tỷ lệ cap rate với bất động sản cho thuê ở Hà Nội và Sài Gòn thực ra nó không đến 6-7% đâu, nó là từ khoảng 4-7%. 4-7% tức là như này: chúng ta mua cái nhà 2 tỷ thì chúng ta cho thuê hàng năm chúng ta sẽ thu được cái lợi dòng tiền lợi nhuận đấy là từ 120 đến 140 triệu một năm. Thì thực sự tỷ lệ này rất cao, nó không đến đâu. Đó. Đặc biệt là Ri thì khi tính lợi nhuận sau thuế thì Ri đã trừ cả khấu hao và rất nhiều các chi phí khác, thuế má vân vân. Và cái tiền lợi nhuận sau thuế Ri thu được từ mảng thuê văn phòng này chính là cái lợi nhuận sau thuế cuối cùng. Đấy. Nếu chúng ta cho thuê ở nhà được 7% chẳng hạn thì sau khi trừ hết các chi phí có khi lợi nhuận của chúng ta chỉ 5% thôi. Thì chúng tôi ứng dụng cho Ri một cách rất thận trọng. Chúng tôi lấy mức chiết khấu là 8% đối với cái mảng này để định giá cho nó thận trọng. Tiếp theo là lợi nhuận sau thuế mảng cho thuê văn phòng 2019, kế hoạch của công ty là 390 tỷ khi có thêm một cái tòa nhà Itao Central được ghi nhận lợi nhuận full năm, thì chúng tôi cho rằng mức này rất hợp lý mà thôi. Tiếp theo là đến 2020 thì Ri có thể đạt 430 tỷ lợi nhuận sau thuế nhờ cái Itao 5 cũng vừa mới cho vào hoạt động đầu quý 3 vừa rồi và dự kiến là đến cuối năm nay đầu năm sau bắt đầu mang lại lợi nhuận. Đó. Thì với cái mức cap rate thận trọng là 8% thì chúng tôi cho rằng định giá hợp lý cho mảng này là 4.430 tỷ chia 0,08 tương ứng với là 5.375 tỷ đồng đối với mảng cho thuê văn phòng này. Không thì chúng ta có thể tính theo RNAV cũng được. Thì với việc diện tích cho thuê văn phòng lên đến 150.000 mét vuông, đây là diện tích cho thuê nhé, không nói tính đến các cái diện tích phụ trợ xung quanh vân vân, thì với cái giá ở khu vực của Ri trung bình chúng tôi tính khoảng độ trên tối thiểu phải trên 50 triệu một mét vuông, thì tương ứng với tổng giá trị tài sản của nó là khoảng 7.500 tỷ, thì trừ đi nợ ở mảng này thì đâu đó cái NAV của nó cũng phải gần 6.000 tỷ. Đó. Thì như vậy với cái mức định giá mảng này là 5.375 tỷ là cũng tương đối thất trọng rồi đấy. Đó. Lợi nhuận sau thuế 430 tỷ mà định giá có 5.375 tỷ, rất thất trọng là đẳng cấp. Vì sao tôi lại nói tới? Bởi vì trên sàn có một doanh nghiệp cho thuê bất động sản rất nổi tiếng, đó là VRE. Đó. Của Vinhome, của Vincom. Thì doanh nghiệp này có PE lên đến 33 lần. Cap rate của nó định giá thì chúng tôi chỉ lấy 4%. Đó, tức là nó đang được định giá cao gấp đôi so với mức định giá đối với Ri là 5.375 tỷ đồng này. Đó. Tiếp theo, chúng ta đến với định giá mà phát triển bất động sản của Ri. Thì Ri sở hữu các cái doanh nghiệp chủ yếu là, thứ nhất sở hữu VIID là công ty con, thứ hai là Sài Gòn Red là công ty liên kết của Ri. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy doanh thu và lợi nhuận của Ri. Vì sao mà doanh thu nó lại không lớn hơn lợi nhuận, thậm chí có năm nó còn nhỏ nhỏ hơn lợi nhuận? Đó là nguyên nhân vì ở cái con Sài Gòn Red này, do nó là công ty liên kết, Ri không ghi nhận tỷ lệ doanh thu tương ứng mà chỉ ghi lợi nhuận mà thôi. Ri chỉ ghi nhận doanh thu đối với VIID là công ty con thôi. Thì lợi nhuận hàng năm của cái mảng bất động sản này như chúng ta nhìn thấy nó khoảng 130 đến 140 tỷ trung bình, đúng không ạ? Đó. 130 đến 140 tỷ trung bình. Thì tổng giá vốn đầu tư của Ri vào hai doanh nghiệp này, giá vốn giá gốc này thì Ri đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Nhưng mà định giá thận trọng cho mảng này thì tôi cho rằng nó cũng khoảng từ 500 đến 1.500 tỷ. Bởi vì với cái mức lợi nhuận sau thuế hàng năm lên đến khoảng 140 tỷ này, chúng ta định giá nó ở mức 1.500 tỷ cũng không phải quá đáng. Đó. Thì tuy nhiên mảng này do mảng này nhỏ thì chúng ta nếu rất thận trọng chúng ta có thể lấy 500 tỷ thôi. Đó là cái vốn đầu tư của Ri.
Như vậy có thể là chỉ hơn 3 năm, 4 năm là Ri đã hoàn vốn rồi. Tiếp theo, đó là định giá mảng cơ sở hạ tầng. Thì chúng tôi cũng định giá theo phương pháp P hoặc là định giá theo phương pháp giá trị thị trường của các cái khoản đầu tư này. Thì đây, ở trên đây Ri sở hữu rất nhiều các doanh nghiệp điện này. Đó, để à, riêng lĩnh vực điện thì Ri sở hữu tới 13 doanh nghiệp, và thực tế là quý 4 vừa rồi cũng đã thêm hai doanh nghiệp nữa, lên đến 15 doanh nghiệp rồi. Về mảng nước, Ri cũng sở hữu rất là nhiều doanh nghiệp đây, 8 doanh nghiệp nước, sở hữu cổ phần của 8 doanh nghiệp nước rất lớn. Thì đây là một trong những tay chơi lớn nhất trong cái lĩnh vực cơ sở hạ tầng này. Đó, về cái việc kết quả kinh doanh qua thời gian, đây chúng ta có thể thấy đấy. Đấy, về doanh thu tăng trưởng rất mạnh qua thời gian, lợi nhuận cũng tăng trưởng rất mạnh. Nguyên nhân đến từ Ri như đầu tiên chúng tôi có trao đổi, đó là tập trung đầu tư rất mạnh vào cái mảng điện nước này. Và vài năm vừa qua Ri đã thâu tóm rất là nhiều các doanh nghiệp. Đó, thì đây là kết quả kinh doanh của năm 2018. Doanh thu khoảng 830 tỷ thì lợi nhuận khoảng gần 1.100 tỷ. Đó, thì tổng vốn đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu của Ri là 7.052 tỷ đến hết 2018, và đến nay đâu đó nó khoảng lên đến hơn 8.000 tỷ rồi. Thì theo phương pháp vốn chủ sở hữu nghĩa là thế nào? Tức là Ri ghi nhận cái phần vốn đầu tư của mình vào các công ty kia là ghi nhận theo đúng tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Đó. Và tổng vốn đầu tư nếu theo giá gốc, tức là lượng tiền Ri bỏ ra, thì là 6.137 tỷ. Và tổng giá trị vốn hóa thị trường của danh mục hiện tại thì ngày 31 tháng 12 ấy là 9.448 tỷ, và đến bây giờ có cao hơn một chút. Đó, có cao hơn một chút ạ. Đó, đây là tổng quan về kết quả kinh doanh của mảng hạ tầng gồm điện và nước. Như vậy giá gốc thì là 6.137, còn theo phương pháp vốn chủ sở hữu thì là 7.052 tỷ. Thì phương pháp này mà được một cái tập đoàn rất nổi tiếng của tỷ phú Warren Buffett, đó là Berkshire Hathaway, họ thường ghi nhận. Thì cái mô hình kinh doanh của hai cái công ty này tương đồng nhau, đó là holding. Đó. Và theo giá trị thị trường hiện tại như chúng tôi tính trong tháng 11 là lên đến 9.875 tỷ đồng cơ, không phải là 9.400 tỷ nữa. Và nếu theo phương pháp P thì lợi nhuận kỳ vọng 2019-2020 chúng tôi cho rằng trung bình đạt khoảng 900 tỷ đồng. Bởi vì cái lợi nhuận này nó có thể biến đổi hàng năm dựa vào cái khí hậu, dựa vào cái thủy văn và dựa vào khá là nhiều thứ, nó có thể bấp bênh một chút, nhưng trung bình chúng tôi cho rằng là trên 900. Thì với PE thận trọng tôi cho là 8 lần thì giá trị hợp lý của mảng này cũng là khoảng 7.200 tỷ, tương ứng với quả phương pháp ghi vốn chủ sở hữu của Ri thôi. Thì đây là mức định giá rất thận trọng. Còn nếu định giá theo giá thị trường thì nó là lên đến gần 10.000 tỷ cơ. Như vậy giá trị hợp lý của Ri là bao nhiêu? Thì tổng giá trị của cả công ty chúng tôi tính ra là nó dao động từ khoảng 14.825 tỷ đồng đến 18.500 tỷ đồng, một cách tương đối thận trọng. Thì với cái số lượng cổ phiếu hiện nay của Ri là 310 triệu cổ, thì giá một cổ phiếu sẽ dao động từ khoảng 47.823 đồng đến 59.700 đồng một cổ phiếu. Đó là giá hiện tại hợp lý vào tháng 11 năm 2019. Đó. Vậy kết luận khuyến nghị ở đây cho cổ phiếu Ri là gì? Trước tiên, đây là của một cổ phiếu có chất lượng tài sản rất tốt. Đó, đó là các cái tài sản ổn định như điện, nước và văn phòng cho thuê, rất ổn định, rất tốt. Thứ hai là Ri có nhiều lợi thế cạnh tranh mạnh, đặc biệt là mảng văn phòng cho thuê. Ri đang là công ty cho thuê văn phòng lớn nhất Việt Nam với khoảng hơn 14% thị phần Sài Gòn về văn phòng hạng AB đấy. Đó. Tiếp theo là mảng tiện ích, thì Ri là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực đầu tư vào các công ty điện nước này. Thế do đó là đây là công ty thuộc dạng là người ta đánh giá cao nhất ở trên thị trường hiện nay trong cái lĩnh vực đầu tư này, và cái giá vốn đầu tư của Ri đối với các doanh nghiệp này cũng tương đối mềm mại. Vì thế cho nên chúng ta có thể thấy giá gốc đầu tư là 6.100 tỷ, nhưng giá thị trường lên đến 9.900 tỷ rồi.
Tiếp theo, định giá cổ phiếu của REIT tương đối hấp dẫn khi giá hiện tại là khoảng chưa đến 37.000 đồng, trong khi định giá là 49 đến 59.000 đồng cơ. Còn PE thì của REIT đâu đó là khoảng dưới 7 lần, là một mức rất thấp đối với một cổ phiếu còn đầu tư mở rộng và tăng trưởng. Rủi ro từ đặc thù kinh doanh của REIT cũng rất thấp, do ví dụ như lĩnh vực điện nước chẳng hạn, đó là nhu cầu rất thiết yếu. Do đó kể cả khủng hoảng kinh tế xảy ra hay không thì nó vẫn tiêu thụ những cái đó. Hay là mảng cho thuê văn phòng chẳng hạn cũng rất là chắc chắn và ổn định, với cái xu hướng là FDI ngày càng nhiều, đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều, các doanh nghiệp liên tục ở Việt Nam liên tục được hỗ trợ mở mới, đó là các cái phong trào khởi nghiệp, thì cái việc nhu cầu cho thuê văn phòng đang rất cao và rất thiếu ở Sài Gòn và Hà Nội. Và cuối cùng, chúng tôi cho rằng là nên đầu tư cổ phiếu REIT này theo phong cách nắm giữ lâu dài, và cái tỷ lệ lợi nhuận suất hàng năm trong 10 năm tới chúng tôi kỳ vọng có thể đạt được khoảng 15% một năm. Còn trong ngắn hạn 3 năm tới từ thời điểm bây giờ, chúng tôi cho rằng là lợi suất có thể đạt trên 20% một năm, do hiện tại REIT còn được định giá khá là thấp so với giá trị tài sản thực của mình. Thế thành ra khi qua thời gian, khi người ta nhận ra REIT thì giá cổ phiếu REIT cũng sẽ được định giá trở lại hợp lý hơn. Bên cạnh đó là lợi nhuận của REIT sau cái năm 2019 này suy giảm thì đến 2020 sẽ tăng trưởng trở lại khá tốt với mức khoảng trên 10%. Đó, thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về định giá cổ phiếu REIT. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.